Hello, xin chào mọi người. Hiện tại Tâm đang có mặt tại Tâm Shopee chi nhánh thành phố Thủ Đức tại địa chỉ là 777 Kha Vạn Cân. À, và hôm nay Tâm xin mời mọi người cùng đảo một vòng xung quanh Tâm Shopee thành phố Thủ Đức để xem là à, nó có lót in đầy đủ hàng giống như ở trụ sở tân mình không nha. Ok. Cái góc đầu tiên này mọi người thấy ở phía trước là khi mình đi ngang qua khu vực à, đường Kha Vạn Cân đó đối diện Phúc Long thì Tâm có tạo một backdrop à, đó demo phía trước phong cách biển. Cũng này là phong cách biển nè. có ghế gì bãi biển, <laughs> Đây tôi là một góc đó những cái bọc biển như thế này, tâm làm demo đi nha mọi người sẽ thấy rất là rất là thu hút luôn à, bên đây nữa, à, bên đây là một góc à, giống như là góc bàn học gì đó mọi người mình làm demo ở bên ngoài thôi nha, đó cũng có những cái đám mây rồi này kia, mọi người đi ngang qua khu này sẽ thấy à, buổi tối đặc biệt là buổi tối nó đèn pha nó rọi vô rất là đẹp, bây giờ mọi người vào bên trong nha, ta -da! Cái khu vực đầu tiên mọi người vô thấy là chỗ này là những cái kệ gỗ nè à, kệ gỗ bản đen viết phấn à, ở trên vách tường người tâm cũng có demo tranh vải với lại một số cái demo giống cũng giống như cái căn phòng à, à, hàn quốc ở dưới cửa hàng tân bình vậy đó. đó thì tâm cũng demo ở đây thì cửa hàng thủ đức sẽ không gian sẽ nhỏ hơn nha mọi người à, nên là tâm cũng cố gắng tiết chế hết nhưng mà vẫn đảm bảo là có những cái, à, cái demo để khi mà khách tới tham quan mua sắm thì nó sẽ có ý tưởng cho mình dễ tham khảo hơn đó, ở đây tâm cũng giới thiệu để mọi người coi thế là nè khay gỗ thước gỗ à, kệ gỗ đó và tiếp tục ở dưới đây là đây à, mô hình tượng phật đó mô hình chú tiểu ok và 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 bên đây là khu à, mô hình trang trí viên đây thì à, ở thủ đức thì cái vách tường nó cao đó mọi người nên là tâm sẽ à, tận dụng hết những trên phần trên vách thì vách này tâm áp sẵn của Palette rồi, bây giờ chỉ cần gắn lên và thay đổi vị trí à, Thì nó được không gian ra như thế này đây mọi người à, Chỗ này có lồng đèn nữa nè Đó, và những cái khay kệ Rồi mô hình ở đây Cắt Rồi khu vực này là những cái à, kệ tre Đó, với cái giỏ như thế này mọi người mua về chân trái cây hay đồ này kia cũng rất là dễ thương Rồi bàn, rồi mấy cái Cái stand Đó, bằng gốm à, bằng kim loại và có những cái chụp bánh ô sinh này phải cẩn thận nha mọi người không rớt là nó bể đó hàng cao cấp đó. <laughs> đó rồi những cái tượng tượng à cái này là là à, cô dâu chú rể vẽ bằng tay nè mọi người hay mắt rồi tượng ông bà đó tượng những con thú gốm à, nó đầy đủ hết rất là nhiều những con mèo nhật bản nữa nè à, à, ở đây mà lên chi nhánh thủ đức thì mọi người thấy sản phẩm nào mà mọi người à, coi trên website nhưng mà không thấy thì mọi người nhớ hỏi nha, à, tại vì là nó cũng nhỏ nên là có một số hàng mà khi à, cái lưu lượng hàng nó không đủ đó thì à, à, khi hết ngày hôm nay thì ngày mai là sẽ có à, dưới tuần bình sẽ đưa lên à, liền cho mọi người luôn. À, OK Follow me uhm, và góc này là cũng là những cái mô hình viên à, dạng kẹp nốt nè. À, ở đây hình như có cái demo ra rồi, đây làm lấy cái demo cho mọi người. Đây. Đó, nghĩa là có cái phần cái kẹp ở trên đây nè mọi người là cái này là bằng gỗ nè, nhưng mà cái này là bằng mô hình nè. Mình kẹp nốt là hay kẹp và ghi chú công việc hoặc là để trên bàn tiệc này kia cũng rất là xinh nha. Ok mọi người tỉnh tiến bên đây qua bên đây là khu khu vực máy xông tinh dầu và đèn xông tinh dầu. Ở đây là có cái khay mẫu thử tinh dầu nè. vô ừ. mùi này mùi bưởi ha. Mùi bưởi thì rất là thơm nha. À và khi mà thử tinh dầu mọi người lưu ý luôn giúp tâm là à, đừng mình để thế này cái không mình vẫy cái tay như thế này nè. Thì mình sẽ nghe mùi là được rồi còn tại vì có một số cái tinh dầu tinh chất như là sả chanh hay là bưởi quế thì nó rất là nóng khi mọi người để nó chạm lên da là sẽ gây phỏng nha gây bỏng da nha rồi đây là những cái mẫu máy khuếch tán à, giới thiệu với mọi người luôn đây này nè cái mẫu này là mới mới nhất bên tâm luôn à, mới cập nhật mẫu về hàng này chưa có trên website luôn nha mọi người đó giá cái này máy này đợt này rất là rẻ đúng không bao nhiêu tiền một cái ta ba trăm rưỡi ba trăm rưỡi một cái tặng kèm một chai tinh dầu 10 ml đó, rất là rẻ phun khói ghi ong luôn đó đây là đèn điện đèn đốt nến à, ok quay quay lia máy trên đây nè đó tại vì ở trên thủ đức nó nhỏ nên là tâm tâm tận dụng hết trên vách tường là demo nè cái kiểu này là là giống như một không gian bếp nhỏ rồi những chậu cây xanh còn bên đây là khu phong cách biển à, thì ở dưới này tâm sẽ trưng những cái mẹt à tuy nhỏ xinh nhưng mà sẽ sinh ra những cái trang trí rất là độc đáo ví dụ mẹt hải sản nè đó. ở dưới tầng bình là không có chân được như vậy đâu dưới tầng bình nó nhiều hàng quá đó mọi người đó nên là cái gì nó cũng có cái hay cái ưu cái cái nhược của nó hết đó mọi người ơi mươi. ốc này mọi người biết là ốc gì ốc này là ốc uh, ốc nàng đó. ốc này là ốc gì đây ốc tù và những con ốc này là ốc biển hoàn toàn tự nhiên nha mọi người ốc ở phú quốc đây à, cái này mọi người áp vô lỗ tai thì nó sẽ nghe uh, giống như tiếng gió biển rất là thú vị ngoài ra thì đầy ốc chân nến và những cái lọ thủy tinh hang mát cái lọ này thì đây có cái nút bần nè xong rồi mọi người mua cái dây đèn đom đốm đó dán nó vô đây đom đóm sẽ pin nha xong thả dây đèn ở đây đậy nắp bật công tắc đó là để là nó sẽ giống như một cái đèn ngủ rất là xinh ok sẵn khu phong khách biển thì tâm giới thiệu luôn nè đây nè đó lưới cá à, lưới ốc à, Đây, những cái dây bóng biển rồi nè sau biển đó à, ván lướt sóng ván lướt sóng <laughs> À, ván này là cao à, à 7, 90 cm còn những cái ván này là cao một mét rưỡi nha mọi người ván lướt sóng mô hình trang trí nha in UV hai lớp in họa tiết vô cùng là sắc nét luôn đó đây mọi người nhìn cái họa tiết nè rất là đẹp đó, sắc sảo hàng bên tâm lên file và và, và, và sản xuất luôn nha mọi người Ok đây còn có những cái item nhỏ 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 xíu rất là xinh đó, chuông gió nè OK, tâm đang lia cam lên ở trên khu vực là đèn thả trần. Bên tâm thì đèn thả trần không có những cái đèn thả trần hiện đại, nhưng mà chuyên về đèn thả trần dây thừng và những cái loại khung sắt kiểu như cổ điển châu Âu vintage Đó mọi người thấy rất là nhiều nè, bằng gỗ, bằng khung sắt cuốn dây thừng và những cái bóng đèn này thì đa phần đều sử dụng bóng đèn Edison. Bóng đèn Edison thì mời mọi người lại đây nè, tâm sẽ chỉ cho mọi người cách phân biệt bóng đèn Edison luôn nha đây nè mọi người thấy cái bóng này nó có màu lục trà bóng này màu trắng bóng này mọi thấy mọi người thấy cái sợi râu nó màu vàng không đó là bóng led giả sợi tóc edition còn cái bóng mà những cái sợi tóc nhỏ xíu như hồi xưa mà cái bóng đèn điện hồi xưa đó thì đây chính là bóng đèn edition nguyên thủy nè thì cái công suất nó là khoảng 40W gấp 10 lần so với bóng led thì bóng led là chuyên thắp sáng còn cái bóng này là chuyên để trang trí bây giờ tầm mở lên mọi người coi mọi người sẽ thấy hai cái vẻ đẹp nó khác nhau nha đó cái này mọi người thấy là cái sợi tóc nó rất là nhuyễn luôn nè quay sát cho mọi người coi đó cái sợi tóc rất là nhuyễn luôn là sợi tóc truyền thống và bóng này sẽ sinh nhiệt nóng nha còn bóng led thì nó ít sinh, hầu như là không sinh nhiệt nó chỉ sinh nhiệt rất là ít thì bóng này là chuyên tắp sáng thì khi mọi người trang trí thì nên xen kẽ giữa bóng edition để cho nó đẹp và bóng led để có công dụng tắp sáng và đỡ nóng và tiết kiệm điện nữa đó còn đèn này là đèn sao rơi một đốt t 64 rồi những cái đèn đom đóm đó mọi người thấy rất là đẹp ok tâm tắt cho nó, nó đỡ nóng nha ok thì lia máy lên đây luôn đây là những cái đèn ngủ nè đó ví dụ tâm cầm cho mọi coi đây, đây 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 quay quay cái này là đèn ngủ cây xương rồng cái này nó có hai trong một nghĩa là pin có công tắc ở đây sẽ pin hoặc là mọi người có thể là cắm cái dây nguồn vô đây để sạc điện luôn đó rất là đẹp và tiện lợi nữa thì ở trên này ở trên này là dây đèn led đó hỏi cho đèn led nè nó có gần không quay nó đang gần không Đang gần cũng được đúng không là những cái dây đèn led oh my god cái này là còn lửa nha mọi người đó dây đèn led nè quay giá cái đó cho mọi người coi đó là dây đèn led bên tâm rất là phong phú ở thủ đức cũng bắt đầu là như năm ngoái mọi người lại thì chưa có chân đầy đủ mẫu như vậy đâu nhưng mà năm nay thì hầu như tất cả các mẫu đèn led đều đã chân mẫu đầy đủ mọi người tới đây thích cái mẫu nào thì sẽ thử cho mọi người tại chỗ và nó sẽ có hàng sẵn hết ở đây luôn Chờ mọi người theo tâm nha miss grand <laughs> đó bước lên tam cấp là giống như đi thi hoa hậu gì đó mọi người <laughs> ok là cái khu vực phía sau này là à đây có những cái chuông gió đó chuông gió nè nó cũng à, mẫu đầy đủ giống như là là ở tân bình vậy đó à ở tân bình là tâm lại quên giới thiệu cái dây đua đèn kính nước này chứ cái dây này là khi mà mọi người tổ chức tiệc ngoài trời hay là dân ở ngoài góc sông vườn trong trong góc vườn nhà đồ này kia đó hay tổ chức tiệc ngoài trời thì rất là đẹp là và chống nước hoàn toàn luôn hàng bên tâm bán là dây loại một luôn nha mọi người ok em quay cho mọi người coi cái chỗ này nè sát gần mấy cái chậu hoa nhỏ nhỏ đó, cũng đều lót đền hầu như là đầy đủ luôn Lavender rất là hot Và hàng bên tâm làm là siêu kỹ và chất lượng chậu là, là, là đẹp nha mọi người Đây, là chậu xi măng nha đó, nên là cái giá thành thì nó nó sẽ không bên Tâm không bán giá rẻ nhưng mà cam kết là hàng đẹp chất lượng loại 1 và tỉ mỹ đóng gói cũng rất là chỉnh chu ok lia máy cho mọi người coi xương rồng à, lọ thủy tinh hang mét ví dụ như cái loại hai mét đơn giản này thì chỉ có 25 mươi một lọ thôi là đã thành phẩm hết như thế này ừ ok lọ hoa thị canh nè đó cái này đây là cái trầu bà là cái thiệt luôn nha cái trầu bà đó cái mọi người cắm vào đây đó ở trong đây nếu thích thì có thể thả một con cá bảy màu nhỏ 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 nhưng mà theo quan điểm của tâm thì tâm không, 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 không thích thả vào tại vì thả vào sợ nó nó uh, tội nghiệp con cá nhỏ quá mà <laughs> ok đó mọi người coi thêm là bên đây là lọ hoa nha mọi người à, lọ hoa theo phong cách bắc âu nè rồi bình thủy tinh lọ thủy tinh đó dưới đây là đồ gốm đồ gốm nhà bếp những cái lọ này là anh quên <laughs> cái này là những cái chảo gốm những cái chảo gốm này thì chất lượng tốt nha mọi người dày dặn và chịu nhiệt được rất là cao nên là mọi người có thể sử dụng trực tiếp là để ví dụ cái này là kho cá trên bếp gì bếp hồng ngoại hả đúng rồi kho cá một cái hồng ngoại này hoặc là đút vào lò nướng đều 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 ok hết nha là vẫn đảm bảo không 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 bị bể ôi nóng quá mát rồi ở dưới đây là là đó những loại hoa vintage rồi thêm những cái uh... cái bát ăn dặm ăn dặm cho bé đó những cái đồ gốm bên tâm là gốm cao cấp sắc xảo hết nha đó mọi người coi nè chất liệu gốm nè dày dặn luôn ok cái này là chữ gỗ lọ hoa màu trắng và chữ gỗ chữ gỗ này thì có đầy đủ hết bạn chữ cái luôn nên là một người thích là à, tên gì thì mình mình sẽ sẽ, sẽ, sẽ chọn cái chữ cái tên đó ví dụ tên Hùng đi là mình vẫn có chữ Hùng luôn nha. Đó, ở trên này là tâm để chữ kitchen garden đó này kia đầy đủ hết. đây là à, ngoài những cái đồ đi co trang trí nhà cửa thì bên tâm có à, bên à, những cái set trang trí sinh nhật và trang trí phòng cưới à, hầu như cũng rất là đầy đủ để cho mọi người có thể tự tay à, trang trí đó mọi người. À, tâm giới thiệu một cái set ở dưới thấp nha là vì cao quá tâm với hôm tới mặc dù nó mang về độ rồi đó. <laughs> đây đây là một cái set ví dụ như là cái set à, sinh nhật Captain à, cho bé thì ở đây nó có những hình ảnh như thế này nghĩa là trong một set này nó có đầy đủ hết tất cả các bong bóng nè chữ Happy Birthday bong bóng máy bay bong bóng Captain những bong bóng cao su bên dưới này thì mọi người chỉ về à, và được tặng kèm thêm một cái bơm bóng một cuộn keo chấm tròn và một cái đồ à, cột bóng đeo tay thì à, mọi người có thể về và tự trang trí là nó sẽ thành quả y chang như vậy luôn đó mọi người à, Rất là rẻ luôn nha Một set như thế này là 160 ngàn đó, mọi người có nó to lắm đó mọi người nó to lắm cái chữ mà happy birthday là nó sẽ to cỡ như cái chữ này nè đó là rất là to luôn đó đó là nguyên một cái như vậy là là chụp hình là 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 người lớn chụp cũng không bị rối nữa oh my god <laughs> khe okay, bây giờ qua đây qua đây là tâm demo trên 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 tường nè là cái tranh cưới thực sự là hoa giấy này á là cái bông giấy này là nó nó từ đâu từ đâu bông giấy để đâu rồi À đây, 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 cái bông giấy là nó như thế này, thôi Tâm cầm cái nhỏ đi ha, đó là nó gồm những cái thẻ giấy nhỏ thế này mọi người à, Và mình xé, thì trên Youtube Tâm có để Youtube Shorts, Tâm có để cái video mà hướng dẫn xé cái bông giấy này đó Thì thao tác rất là đơn giản, mọi người thì dễ dàng làm ra một cái backdrop Thì ở trên đây thì Tâm không làm theo một cái tông màu nhất định mà Tâm muốn show cái màu ra để cho khách người ta họ dễ chọn lựa màu hơn đó chứ đúng là cái này thì thường là mọi người nên làm là hai màu chủ đạo và kết hợp thêm một màu nào đó để làm 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 cái điểm cái điểm thôi chứ mọi người đừng có nên kết hợp nhiều màu thì nó sẽ không đẹp nha thì đây là đây chữ gỗ nè đó rồi khung gắn ảnh à, có cái trái này quay hay lắm nè đó chứ, à, bây giờ nó không có nó, 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 không có cái cái pha nó không có rội vô được nữa đó đây nè đây nè nè đó mọi người thấy không là cái pha nó rội vào trái châu kiến này á là khi mà nó xoay đó, đó nó sẽ tạo ra hiệu ứng giống như là trong video mà à, của gì đặng lệ quân hả à, ánh trăng nối hộ lòng tôi đó mọi người <laughs> ok bây giờ quay lại cái này là cái không gian màu đỏ truyền thống có chữ hỷ à, gồm những chiếc quạt đỏ à, thì mọi người tham khảo những cái thùng đựng tiền nè thùng đựng tiền bằng gỗ bên tâm à, cái này là có nhiều khách người ta à, có nhiều khách là không hiểu đó là tại vì là những cái này là hàng cắt laser bằng ván ép nên, nên, nó đều mỏng như hết nha mọi người chứ không phải là hàng kém chất lượng đâu đó nó nè nó đều mỏng hết à, nhưng mà mình đựng nó vẫn rất là ok và nó một mạc chứ không thể yêu cầu nó dày giống như là gỗ thông được nha mọi người nên cái này đều là hàng mỏng hết chứ không phải là kém chất lượng đây còn cái đây là cái hộp đựng album cửa mica thì cái này bên tâm đó khắc ra thì cái cuốn album nó sẽ vượt album cưới của mọi người đó thì kích thước là 40 x 40 mọi người bỏ vừa cái cuốn album này hoặc là có thể trang trí ảnh là quà cưới này kia cũng rất là đẹp. Ok bên dưới này là à, dĩa giấy nè, à, dĩa giấy nè, có những cái dĩa nhỏ, dĩa nhỏ này để à, ép kim nha mọi người màu pastel sang trọng nha. À, rồi có những cái ống hút nè, cũng đều là những cái tông màu sang trọng hết. À, rồi chân đỡ khung ảnh. À, cái tranh này là cái tranh ký tên đám cưới này, mọi người hàng này là hàng có sẵn bên tâm luôn nha à, khi mọi người mua thì sẽ bên tâm sẽ hỗ trợ là khắc cái tên à, à, cặp tình nhân à, cặp vợ chồng chứ à, đó ví dụ như luân hà đó severex à, ngày mấy ngày 14 tháng 2 đi ha đó rồi những trái tim này là ở bên ngoài là nó có cái hộp thế này nè đây cái hộp này là nó sẽ có những trái tim mọi người để ở đây xong rồi thì khách à đây bị trái tim này nè đây thì bị trái tim này xong là mọi người để cho khách đó ký tên vào đây xong là trên này có cái lỗ nè à, mọi người nhét nhét vô thì à, bao nhiêu khách thì người ta sẽ nhét xung quanh hết cái 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 tranh này. và khúc này là khung hình nè, khung ảnh nè, đây là khung ảnh đôi nha, à, những hàng đặc biệt bên tâm và khung ảnh phong cách biển, hang mát. À, rồi dưới này những khung ảnh trang trí đơn giản, à, rồi khung ảnh đây là đây, đây, cái khung ảnh bằng gỗ tre à, cũng rất là đặc biệt thì bên tâm có rất là nhiều cái dạng khung ảnh có cái dạng khung ảnh bằng giấy nè mọi người à, giá rẻ 10.000 một cái đây đó là ở phía sau nó gấp như vậy đây là bằng giấy để cho mọi người tổ chức tiệc nhanh đó à, mình không cần phải mua khung hình mắc tiền thì mua cái này về để mình để trên những cái bàn tiệc hoặc là bằng bàn, bàn tea break à, tiếp đón khách ký tên rồi đó mọi người ok cái à, cái kẹp ảnh nhỏ này mọi người đó một set kẹp ảnh này là hai ba mươi nó gồm nhiều kẹp nhỏ rồi có dây thừng luôn để mọi người có thể kẹp những bức ảnh của mình để treo lên kỷ niệm treo tường đó à, rồi những cái bao hồng bao này hồng bao à, để à, ví dụ như mà đi đi lì xì đám cưới cho bạn thân hay gì đó à, đi những cái này hoặc là à, đầy tháng thôi nô gì đó mọi người thì à, nó rất là đẹp và sang luôn đó ok à, qua bên đây đi à, zoom vô đây nè quay lại đây nè đây là những cái bong bóng nhôm nha mọi người đó hình con hồng hạt hình con mèo kitty rồi à, những cái ngôi sao trái tim mặt cười à, rồi tới những cái bong bóng cao su quay qua đây nè đó, à cái này là những cái cái cuộn giấy như thế này nè mọi người đây đâm cầm mọi người coi đây những cuộn giấy nè đó, cuộn giấy xong là mình trải dài ra đây đó, Để làm cái backdrop à, Kết hợp với chữ này kia thì à, Cho nó màu sắc Ok, ở đây là bong bóng cao su Là có nhiều màu lắm à, Có in chữ Happy Birthday nữa nè đó, những cái màu nhũ nè rồi à, màu sáng, màu tối, màu gì cũng có, hai lớp cũng có. Ở à, đây là một cái trụ trụ bong bóng 7 nhánh. Đó mọi người có thể trang trí để trên bàn tiệc hoặc là bên sân khấu cũng rất là đẹp. À, cái này thì tâm sẽ cố gắng làm video sớm để hướng dẫn cho mọi người làm nha. À, và một cái item về sinh nhật không thể thiếu nữa là những con số to thế này. Đó đang là hot trend. Đó, năm thanh nữ tú 17, 18 tuổi này kia là hay sử dụng cái bóng bóng lớn này để chụp hình số bảo lắm nè. Ok, mình lượng lại cái góc hang này luôn đi ha. Góc hang là sẽ có những cái phụ kiện nè mọi người. Đó, chuông, à, lục lạc chứ. Lục lạc nè. Rồi mấy cái dây chuỗi, rồi nơ, dây chỉ. Rồi những ribbon. Đây, ribbon, ribbon, ribbon vải. Ribbon vải bên tâm là vào những cái cuộn nhỏ khoảng từ 3m, 5m, 10m. Để cho mọi người có thể... dễ dàng mua và 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 handmade nha chứ không có bán cái cuộn quá lớn nên là cái giá thành nó cũng rất là phải chăng đó những cụm lưới nè rồi dây thừng nè dây thừng có nhiều cỡ luôn rồi đó rì bằng dưới đây à, rì kim tuyến nữa nè đó rất là đẹp luôn đó mọi người ok ở đây à bên tâm cũng có giấy gói quà luôn nha à đó giấy gói quà nhiều thiên về những cái mẫu họa tiết đơn giản ở trên đầu tâm nè là những cái phụ kiện bằng mây tre hồi nãy ở dưới kia cũng có khu vực à, đùa mây tre rồi đó nhưng mà những cái này ví dụ hoạt nang ho hay là những cái 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 tấm này gọi là tấm tấm phơn hả <laughs> gì đó thì treo lên cao và có những cái dây nông sản để trang trí đặc biệt là mùa tết á là trang trí những cái dây nông sản rất là nhiều nè tiểu cảnh tết việt nam xưa hoặc là mọi người có thể treo trong cái xe mà bán phở hoặc là bán đồ đồ ăn việt nam á nó cũng rất là chất luôn nha hãy đứng đây thì mọi người thấy là rất là nhiều hoa giả à, những cái bông lúa này bông lúa việt tâm là có hai màu nha để giới thiệu cái bông lúa cái bông lúa này cái hàng bên trong là hàng xịn nha mọi người à và một bó như vậy là gồm 10 cành hả là mỗi cành nó đều mảnh và nó có độ rung rinh nha mọi người nó nó y như thật luôn Thế thì hàng bên này bên tâm bán rất là chạy và được khách rất là khen à, về chất lượng à, nên mọi người đừng có so sánh với hàng giá rẻ nha đó rồi ok những cành hoa đó thì ở trên này thì tâm có đi mua một cái cái thảm cỏ thảm cỏ xà son đó với lại cây dương sĩ rồi những cái bụi à, bụi treo theo phong cách nhiệt đới tropical à, thì ở đây có những cành hoa giả à, và những cái cành lá là cành lá ví dụ lá cây si nè cây si này lá cây si này là tâm làm trong cái clip mà à, văn phòng của tâm đó à, gắn lên cây giả rất là đẹp à, cái bộ dương sĩ thì nó như thế này nè mọi người đây đó mọi người nhận hàng nó như thế này nhưng mà khi mình bung ra là nó sẽ như thế này nè rất là đẹp luôn đó mát mắt à, ở đây mọi người có ý tưởng ví dụ như là cái máy lạnh của mình đó mình gắn ở đây cái máy lạnh cái xong rồi mình trang trí xung quanh như thế này trời ơi nó chất như nước cất ok như vậy là mọi người đã vừa cùng tâm à, đảo quanh một vòng nhanh gọn À, chi nhánh thủ đức à, tổng shopee nhánh thủ đức nha à, tất cả những hàng ở đây là đều những hàng có sẵn và luôn restock liên tục à, bên tâm là thường xuyên ra mẫu mới và dưới từng bình có mẫu mới gì thì à, chỉ trong vòng một ngày đến 2 ngày thì trên thủ đức cũng cập nhật hầu như là đầy đủ à, nên mọi người nếu ở gần khu vực thủ đức hơn thì hãy ghé 777 trăm bảy vạn cân thành phố thủ đức à, ghé tâm shopee thế giới đi co để cùng shopping và mua sắm nhé rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này à, nếu thấy thích hãy like subscribe theo dõi kênh và nhớ bấm nút chuông à, để nhận thông báo khi tâm up video mới nhé Bye bye.